Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cứ mỗi một năm trôi qua, ai cũng mong mình gặp được nhiều điều tốt lành và may mắn, cả năm sẽ luôn được an yên, hạnh phúc. Thế nhưng năm Canh Tý 2020 lại là một năm đầy biến động bởi đại dịch Covid-19, cũng là một năm không may mắn của nhiều con giáp. Hướng đến một năm Tân Sửu 2021, do có Thái Tuế là chính tài tinh nên có một số con giáp trong năm 2021 sẽ được trời ban phước lành, mọi sự hanh thông, vừa được quý nhân, vừa được thần tài phù hộ, sự nghiệp tăng tiến, tiền tiêu bảy đời không hết, tài vận phát triển. Vậy đó là những con giáp nào? Và để tìm hiểu xem tại sao các con giáp này lại có vận may và tài lộc trong năm 2021 thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Đầu tiên là tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ là những người luôn khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Những người tuổi Tỵ khi hành động cũng rất cẩn thận, bình tĩnh, không bao giờ tỏ ra nóng vội, nao núng. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai ở phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, học tích chữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích chữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vì cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có được những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Địa chi của người tuổi Tỵ là Tỵ Hỏa nên trong năm Tân Sửu tạo nên Tỵ Sửu cộng hợp Kim Cục. Hơn nữa, Tuế Can Tâm Kinh chính là chính tài tinh của người tuổi Tỵ nên tài vận của người tuổi Tỵ vô cùng vượng phát. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021, vận sự nghiệp có bố cục tam hợp Thái Tuế. Vận sự nghiệp có lợi cho việc hợp tác làm ăn, có cơ hội phát huy tài hoa, năng lực. Quan hệ xã giao hành thông được lãnh đạo cân nhắc, che chở. Nhưng bạn sẽ không có tín hiệu nào lên chức rõ nét, cũng không đặc biệt được cấp trên quan tâm. Chủ yếu là âm thầm giúp đỡ và bản thân tự nỗ lực vươn lên là chính. Khoảng thời gian này, tuổi Tỵ rất dễ dàng được thăng tiến và tăng lương. Khi bạn gặp bế tắc, không tìm ra phương hướng thì sẽ có quý nhân phù trợ. Các dự án lớn đem lại cho bạn nhiều cơ hội, mặc dù rất vất vả, nhưng chỉ cần bạn nỗ lực bám sát công việc thì sẽ thu về kết quả viên mãn. Thế nhưng đừng quá chú trọng vào tiền lương. Ngoài ra, bạn cần học hỏi thêm kinh nghiệm và bản lĩnh làm việc ở những người lớn tuổi làm việc lâu năm. Về mặt tài vận, người tuổi Tỵ cũng gặp may mắn, thương quan tinh sinh tài, Tỵ Sửu hợp kim cục chủ về vận tài chính thuận lợi. Người tuổi Tỵ có lợi cho việc kinh doanh, hợp tác, buôn bán bất động sản. Năm nay, thu nhập khá hậu hĩnh, hiệu suất làm việc vượt trội, mức lương cơ bản sẽ không ngừng tăng lên. Trừ cái đó ra, tiền thưởng trích phần trăm cùng chia hoa hồng chung vào một chỗ rất nhiều. Bản thân người tuổi Tỵ là người không thích việc ngơi tay, bạn vẫn sẽ làm thêm nghề tay trái. Nói tóm lại, miễn là bạn giữ đôi chân của mình thật chắc và từ bỏ các mục tiêu xa vời, bạn chắc chắn sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Năm nay tiêu xài cũng không nhiều lắm, tuy nhiên bạn không cần quá siêng năng và tiết kiệm, cần cải thiện thêm chất lượng cuộc sống cá nhân. Tuổi Tý. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn và con vật tiên phong, dẫn đầu. Bởi vậy, những người thuộc tuổi này thường có tài năng lãnh đạo, quản lý rất tốt. Hơn nữa, những người tuổi Tý còn được mọi người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sáng tạo, nhanh nhẹn, tháo vát của mình. Những người tuổi Tý thường là những người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình.
họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn thuần. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó trong cuộc sống của tuổi Tý, tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Địa chi của người tuổi Tý là Tý Thủy nên tạo thành cục diện Tý Sửu hợp, đồng thời Thái Tuế và Tuế Can lại tạo thành sát ấn tương sinh nên phúc, tài đều tăng và được quý nhân tương trợ. Trong năm 2021, người tuổi Tý có thể bỏ tiền đầu tư vào các dự án liên quan đến tài chính hoặc liên quan đến ngũ kim. Tuy áp lực lớn nhưng sẽ có được khoản thu nhập không nhỏ. Về mặt sự nghiệp của tuổi Tý rất đáng để kỳ vọng. Vạn sự cát tinh phát huy sức mạnh giúp tuổi Tý có được cơ hội lên chức. Gặp khó khăn thì được quý nhân tương trợ, nhanh chóng mở ra lĩnh vực làm việc mới. Nếu bạn là người mới đi làm thì công việc sẽ thuận lợi, không phải cần hao phí nhiều sức lực mà được mọi người nâng đỡ. Môi trường làm việc vui vẻ, đồng nghiệp nhanh chóng thành bạn bè thân thiết. Còn về mặt tài lộc, được tuế hợp âm thầm giúp đỡ, cơ hội phát tài và tích lũy đã đến. Mặt cơ bản, công việc ổn định sẽ đem đến bố cục vững vàng về tài chính. Đồng thời, năng lực kinh doanh của công ty ngày một tốt lên khiến người tuổi Tý sẽ nhận được nhiều hạng mục tốt. Chỉ cần bạn tích cực nắm bắt thì sẽ cùng với đoàn thể của mình tạo ra một bố cục trọn vẹn. Dù là thưởng kinh doanh hay doanh thu hoa hồng đều sẽ có thu hoạch hậu hĩnh. Mặt thiên tài, tức thu nhập tay trái của người tuổi Tý sẽ có một năm tươi sáng, nhiều cơ hội kiếm tiền từ trên trời rơi xuống. Lúc vui, bạn có thể mua thử xổ số. Dù không trúng lớn thì chắc chắn cũng không trắng tay. Năm 2021, Tân Sửu, người tuổi Tý nhớ không được dồn hết cả tiền tiết kiệm vào một chỗ. Có thể dùng một phần để đầu tư, bạn sẽ có mối hời vào cuối năm. Đồng thời, bạn cũng là người cần cù, biết tiết kiệm, gặp năm hợp Thái Tuế nên sẽ không có gì chi tiêu quá lớn. Nên vận tài lộc có thể coi là ổn định. Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Họ không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn. Quan điểm của người này là khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu. Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị. Họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu nhập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Người tuổi Dần tạo nên cục diện Sửu Dần bán hợp kim cục trong năm Tân Sửu. Chính vì thế, tài vận của người tuổi Dần vô cùng hanh thông, không chỉ dễ dàng được quý nhân giúp đỡ, mang đến những cơ hội kiếm tiền mà còn tự mình đầu tư vào lĩnh vực bất động sản để đem về khoản thu nhập cách xù. Về phương diện sự nghiệp, có chính tài chiếu mệnh nên các thương vụ hợp tác sẽ khá thành công. Tuổi Dần dễ dàng ghi điểm trong mắt thủ trưởng. Bản mệnh sẽ chịu khá nhiều áp lực trong công việc, cũng không có tín hiệu thăng chức rõ ràng. Mặc dù vậy, dù có thể nói bản mệnh phát triển sự nghiệp tại năm nay không hề tồi, chỉ là tuổi Dần yêu cầu rất cao, không thỏa mãn với hiện trạng nên mới lao tâm, khổ tứ. Đồng thời, năm mới cũng có sao Thiên Ất tọa mệnh nên những người tự chủ gây dựng sự nghiệp có thể mở rộng được quy mô làm ăn. Chú ý đề phòng khi tuyển dụng thì phải cảnh giác, chọn đúng người tài đức, nếu không sẽ rất dễ hại đến chính mình. Về mặt tài vận của tuổi Dần năm 2021, bản mệnh gặp sao chính tài rất hợp. Chính vì thế mà tiền tài đi về cũng khá dồi dào, nhưng bạn phải biết tuân thủ phép tắc luật lệ, hơn nữa phải kiên trì chịu khó, chịu khổ. Doanh thu năm nay có thể sẽ giảm bởi vì tuổi Dần tính cách thích mạo hiểm, phiêu lưu, muốn trong một đêm mà phất.
Mặc dù họ có tính quyết đoán rất cao, cũng có nhiều kế hoạch tốt, nhưng khó tránh những khi mắc sai lầm. Vì thế, bạn cần tiết chế tham vọng của mình, đừng đầu tư quá mức nên để lại đường lùi cho chính bản thân mình. Tuổi Dậu. Trong số 12 con giáp, gà là con vật đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà những người tuổi Dậu luôn luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuổi Dậu có nhiều mơ ước, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà người tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Bước sang năm 2021, tức năm Tân Sửu, tuổi Dậu với tuổi Sửu có quan hệ tam hợp, trước mắt sẽ có nhiều triển vọng tích cực. Sao Lộc Huân thúc đẩy sự nghiệp phát triển, sao Giải Thân giúp giải trừ vận xui trong chuyện tình cảm. Chỉ có sao Trầm Phù có thể sẽ tạo ra một số xui xẻo về mặt tài vận, chỉ cần chú ý cẩn thận là được. Về phương diện sự nghiệp trong năm 2021, tuổi Dậu cùng thái tuế Sửu Thổ cấu thành Sửu Dậu bán hợp kim cục, tạo thành cục diện ấn sinh cho mạng. Tuổi Dậu năm nay có cơ hội mở mang sự nghiệp, lại có quý nhân chiếu cố nên có thể ổn định công việc, thi cử thuận lợi, nhận được bằng cấp tốt. Người đi xin việc hoặc làm lâu năm có điểm được thăng chức. Nhờ có cát tinh Lộc Huân hỗ trợ, tuổi Dậu năm 2021 sẽ đạt được không ít tiến triển trong sự nghiệp. Tài năng của bản mệnh có cơ hội phát huy, được cấp trên coi trọng. Đồng nghiệp cùng nhau hợp tác hài hòa, ít cạnh tranh hơn, dù có mâu thuẫn nhưng không lớn. Đồng thời, năm nay cơ hội đi xa công tác cũng rất lớn, tuổi Dậu cần nắm bắt cơ hội để nâng cao phát triển bản thân. Như vậy mới có thể đảm bảo cho tương lai còn thăng tiến xa. Về mặt tài vận của tuổi Dậu năm 2021, bản mệnh gặp sao Tỷ Kiên, thái tuế Sửu Thổ tương sinh tương hợp với địa chi Dậu Thổ. Vì thế mà tài vận năm nay của bản mệnh rất tốt, có quý nhân hỗ trợ. Các lĩnh vực như đất đai, hợp tác làm ăn cũng thu được lợi nhuận không nhỏ. Vận chính tài của bạn khá ổn định, chỉ cần làm việc chăm chỉ, tiền lương sẽ càng lúc càng tăng lên. Vì có Trầm Phù hung tinh ảnh hưởng thì cũng có khả năng do đi muộn, về sớm hay sau đó mà bị trừ đi một chút. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.